Kim và Nam Cường xin chào đón tất cả quý vị khán giả. Chúng ta đang đến với chương trình Vén Màn Bí Ẩn. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống thường nhật, bên cạnh những kỹ năng, lối sống, đạo đức và vẻ đẹp tâm hồn thì vẻ đẹp hình ảnh bên ngoài cũng góp một phần giúp chúng ta thấy tự tin. Và làm đẹp là một trong những nhu cầu luôn được mọi người quan tâm. Các xu hướng làm đẹp luôn được cập nhật. Các sản phẩm cũng như công nghệ làm đẹp tiên tiến cũng luôn được đông đảo người tiêu dùng chào đón. Và khi làm đẹp thì chúng ta sẽ cảm thấy mình có giá trị và tự tin hơn, biết chăm sóc bản thân, biết yêu thương chính mình hơn và việc giao tiếp từ đó cũng trở nên dễ dàng hơn. Ngày nay, tại thị trường Việt Nam đã có rất nhiều trung tâm làm đẹp, nhiều sản phẩm làm đẹp của các thương hiệu hàng đầu trên thế giới với giá cả đắt đỏ cho đến những hộp kem trang điểm chỉ có giá từ 10 đến 20 ngàn đồng xuất hiện nhan nhản khắp mọi nơi, thương vàng hạ cám đều có đủ cả. Và thưa quý vị, chỉ cần gõ từ khóa mỹ phẩm giá rẻ trên Google thì trong vòng khoảng 0,5 giây chúng ta đã có 110 triệu kết quả với đầy đủ các loại thông tin mời chào, đủ mọi loại sản phẩm, đủ các thương hiệu và đủ các cam kết về chất lượng. Tất cả đều rất là uy tín và giá rất rẻ. Trong Vén Màn Bí Ẩn lần này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những bí ẩn bên trong những sản phẩm làm đẹp siêu rẻ và những cái kết vô tiền khoáng hậu mà người tiêu dùng phải đón nhận. Thưa quý vị, rõ ràng là làm đẹp chính là nhu cầu thiết yếu của các chị em phụ nữ. Nhưng mà thay vì ưu tiên tìm kiếm những sản phẩm uy tín đáng tin cậy, thì các chị em lại vẫn trông mong vào một phương thức làm đẹp siêu tiết kiệm. Hiện nay, mỹ phẩm giá rẻ không có nhãn mác hay nguồn gốc được bày bán tràn lan trên thị trường. Và đoạn quảng cáo ngay sau đây chỉ là một trong số hàng triệu những đoạn clip tương tự được những người bán mỹ phẩm online phát tán công khai trên khắp các trang mạng xã hội. Mấy chị xong bên em mới về nha, nên em tranh thủ quay cho mấy chị xem luôn. Bên em thì hiện tại có rất là nhiều mẫu mới có sẵn luôn nha, rất là đẹp luôn. Thì bây giờ em sẽ cho mấy chị soi xem son kem trước. Son kem bên em gồm son kem kháng nước. Son kem kháng nước thì có đủ màu, hiện tại em có màu đỏ tươi, đỏ cam, cam ngụ, màu hồng và màu nút cam đất. Hiện tại thì có mấy màu như thế nha. Son kem kháng nước này em bán với giá là 25.000 một cây. Với lại son chu bên em thì bán là 22.000 một cây, mà hiện tại chỉ còn một cây duy nhất thôi nha. Còn bên em thì chỉ còn một cây duy nhất màu hồng. Màu hồng rất là đẹp, lên màu bao chuẩn luôn. Có gì ngày mai em sẽ quay sớm để test màu cho mấy chị xem nha. Và đây là son vỏ pha lê, son kem bên em màu đỏ tươi rất là đẹp luôn. Cây này nhìn rất là đẹp luôn nha, mà chỉ có 20k thôi. Thưa quý vị, một thỏi son mà giá chỉ có 20.000 đồng thôi, quý vị có tin được không ạ? Và trên trang này thì người bán còn quảng cáo là giá bán son sỉ chỉ có 15.000, khủng khiếp không Cường? Và mua 100 cây còn được tặng thêm 5 cây nữa. Không biết là người ta dùng cái gì mà làm được cây son với giá chưa tới 20.000. Vậy mà lại có rất nhiều người vào mua son không chỉ một thỏi mà thậm chí là 2-3 thỏi nữa. Không chỉ bán mỹ phẩm không nhãn mác, bất ngờ hơn những người này còn bán mỹ phẩm hàng hiệu mà giá thì siêu rẻ, giá chạm sàn luôn, chỉ bằng khoảng 1/20 so với giá bán trong các trung tâm thương mại. Những loại son cam kết là hàng chính hãng được bán với giá chỉ vài chục ngàn, hay những loại nước hoa trong cửa hàng vài triệu đồng thì nay được quảng cáo trên Facebook giá bán chỉ có vài trăm ngàn đồng. Ai cũng cam kết là chuẩn hàng chính hãng xách tay nên giá rẻ. Chợ Đồng Xuân, các gian hàng mỹ phẩm bày bán đủ chủng loại, son phấn, nước hoa, dầu gội đầu, các loại kem dưỡng da, kem trang điểm. Tất cả đều mang nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng. Và điều ngạc nhiên, các mặt hàng mỹ phẩm được bày bán ở đây có giá rẻ đến bất ngờ, chỉ bằng 1/20 giá sản phẩm hàng hiệu. Còn cây là của loại gì ạ? Toàn tên thương hiệu cho em. Loại đấy là 35.000 một thỏi. Là giá bán giá giá buôn cho buôn em thì còn về em bán lẻ thế phải bán 100-200 rưỡi. Rồi này về nhìn chắc chắn rồi. Này này giống như chị em ơi, lấy những cái tem này này. Còn tại quầy hàng này, mỗi sản phẩm chỉ có giá trung bình khoảng 15.000 đồng. Bút chì kẻ mày, son, phấn và cả nước hoa, tất cả đều rẻ đến bất ngờ. Chắc chắn bây giờ trong đầu quý vị khán giả cũng đang có một câu hỏi cực kỳ lớn giống như Nam Cường và Kim. Đó là những món mỹ phẩm này làm bằng cái gì mà rẻ dữ như vậy?
và quy trình phụ phép ra những món mỹ phẩm giá siêu rẻ chắc chắn là một sự thật kinh hoàng. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng xem đoạn clip ngắn sau đây nhé. Đây là những sản phẩm có bề ngoài bắt mắt, sang trọng, được nhiều cửa hàng spa chăm sóc sắc đẹp sử dụng. Những cái tên đọc lên rất kêu, như mặt nạ ngủ collagen Halley Natural 100% tổ yến tươi và hoa cúc La Mã, hoa anh đào. Collagen Halley Natural, tinh chất hồng sâm và 24K trắng da, rất dễ hấp dẫn người mua. Còn đây là quy trình chế biến ra các loại sản phẩm này. Nguyên liệu được các nhân công đổ ra tô, chậu, rồi dùng muỗng xúc vào lọ thủy tinh, sau đó đóng gói, dán tem mát và đưa ra thị trường. Chưa hết đâu ạ, còn đây là cách làm ra những món mỹ phẩm được rao bán là chuẩn hàng hiệu chính hãng. Kiểm tra nhanh chất kem, người này khẳng định có thể làm nhái được, đảm bảo giống từ màu kem đến mùi thơm theo đúng yêu cầu. Những cái kem đêm này mà em muốn làm nó màu nó nhạt đi nè, nhạt đi được không? Có. Hoặc là màu đậm thêm một tí nữa. Đều có được. Đều được. Nếu như tất cả chất kem đều có thể đều được. Làm được. Chị cứ đặt hàng. Không tin có thể truy xuất nguồn gốc. Thế nhưng tất cả chỉ là giả. Thưa quý vị, có thể thấy là nhân vật trong đoạn clip vừa rồi rất tự tin về trình độ làm hàng giả của mình. Chỉ cần xem qua hàng thật là chị ta có thể khẳng định ngay mình có thể làm được giống y chang. Thậm chí nếu cần tem, giấy tờ bảo hành hay là giấy hướng dẫn sử dụng, chị ta cũng có thể làm giả được luôn, miễn là có mẫu. Bởi vậy mới có chuyện hộp kem có giá hơn 2 triệu đồng, vậy mà những người này có thể rao bán với giá chỉ có vài trăm ngàn đồng. Và bây giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ đúng không ạ? Làm gì có chuyện mà mỹ phẩm hàng hiệu mà giá 80-90% sale off đâu đúng không Cường? Và thưa quý vị, cũng không có chuyện là mỹ phẩm xịn, giá siêu rẻ. Sự thật đây chính là hàng giả, hàng sản xuất kém chất lượng, được phù phép bằng bao bì, nhãn mác và phù phép bằng những lời hứa hẹn đường mật của người bán hàng, thưa quý vị. Trong thời gian qua, lực lượng chức năng đã liên tiếp bắt giữ nhiều vụ sản xuất và phân phối mỹ phẩm giả. Nhiều loại nước hoa, mỹ phẩm nhái các thương hiệu nổi tiếng không rõ nguồn gốc đã bị công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh bắt quả tang vào trưa ngày 9 tháng 11. Qua công tác nắm địa bàn, lực lượng chức năng xác định ngôi nhà trên đường Trần Quang Cơ thường xuyên có các nhân công đang sang chiết, đóng gói nhiều loại nước hoa, tinh bột nghệ, mỹ phẩm. Công an đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tang hàng ngàn sản phẩm đang được đóng gói nhái các nhãn hiệu các hãng nổi tiếng. Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu và số sản phẩm trên. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại nhà ông Lê Chí Cảnh ở ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Thành Trung, huyện Tam Bình có trên 45kg nguyên liệu hóa chất phụ gia không rõ nguồn gốc, khoảng 500 hộp kem thoa đã thành phẩm, máy dán nhãn cùng nhiều vật dụng khác để đóng gói mỹ phẩm. Số mỹ phẩm sau khi xuất sẽ được tiêu thụ tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang. Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đã niêm phong số mỹ phẩm và nguyên liệu trên để tiếp tục điều tra. Thưa quý vị, theo quy định của chính phủ về khung hình phạt với hành vi vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa trong kinh doanh, mức phạt cao nhất chỉ từ 7 đến 10 triệu đồng cho lô hàng vi phạm có giá trị lên 100 triệu đồng. Có vẻ là chế tài xử phạt khá là thấp so với những hậu quả gây ra, nên là dù lực lượng chức năng vẫn không ngừng nỗ lực ngăn chặn, thì có vẻ mỹ phẩm giả trôi nổi vẫn nở rộ như là nấm sau mưa dưới các mác mỹ phẩm chính hãng siêu rẻ đúng không ạ? Mỹ phẩm kém chất lượng, mỹ phẩm nhái không đáp ứng được nhu cầu làm đẹp mà còn gây nguy hiểm với những hậu quả hết sức tai hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Chúng ta hãy cùng theo dõi đoạn clip sau đây nhé. Da mặt của người phụ nữ này được chẩn đoán là sạm nám do hóa chất. Nguy hiểm hơn, lớp mỡ dưới da đang bị teo lại. Khả năng hồi phục thì chỉ 70% so với ban đầu. Chi phí chữa trị phải mất cả hàng trăm triệu. Tất cả chỉ vì dùng kem trắng da, không rõ nguồn gốc trong thời gian dài. Lúc đầu em bôi thì da nó rất là trắng hồng. Em bôi được khoảng 4 tháng thì da em nó trở nên đen dần. Thì lúc trong thời gian em bôi em thấy đen thì em lại tăng cái độ thuốc lên. Nhưng mà càng ngày da em nó lại càng đen hơn ạ. Trường hợp trên, theo bác sĩ là do bôi phải kem có chứa nhiều chất lục tẩy. Chỉ cần dùng một thời gian dài, da sẽ bị tẩy trắng rồi bong ra hết lớp này tới lớp khác. Quá trình này rất nguy hiểm vì làm tổn thương hết hệ thống miễn dịch của da. Các lớp da non liên tục bị bong ra, khiến da rất yếu. Thời gian đầu thì nó rất là trắng đẹp, nhưng sau một thời gian thì nó làm cho da nó giãn mạch, nó mỏng, nó bị bào mòn, mỏng da và nó mất cái hàng rào bảo vệ da, nó giảm miễn dịch trên da, làm cho da nổi các mạch máu nhỏ li ti, thậm chí là các cái mụn và thi thoảng gây ngứa.
Còn đây là một nạn nhân khác. Trong một lần tìm trên mạng, một sinh viên trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh đã mua một lọ kem trắng da có bao bì của hãng Lancôme, đang được người bán rao với giá khuyến mãi giảm đến 70%. Sau khi sử dụng, da mặt của bạn xuất hiện ửng đỏ, mụn nổi lên và cảm giác da mặt ngứa rát như hơ lửa. Đi bệnh viện khám thì bạn được các bác sĩ cho biết đã bị dị ứng da vì mỹ phẩm có chứa corticoid. Bác sĩ da liễu cho biết khi dùng corticoid lúc đầu da sẽ đẹp lên một cách nhanh chóng, nhưng sau một thời gian ngắn hoặc ngừng sử dụng thì da sẽ bị hư nghiêm trọng và rất khó chữa. Quả thật là rất đáng sợ. Chỉ một phút ham rẻ thôi mà hậu quả phải gánh lấy, quả thật là rất kinh khủng. Đúng rồi. Vậy thì tại sao dù biết rõ hậu quả nghiêm trọng như vậy, khi mà chúng ta dùng mỹ phẩm giả, nguồn gốc không có rõ ràng, thế mà cứ thấy đâu đâu quảng cáo một mỹ phẩm siêu rẻ là các chị em lại ào ào chia sẻ với nhau để mua, đúng không Cường? Và thưa quý vị, chúng ta sẽ trao đổi rõ hơn trong phần tiếp theo của chương trình về vấn đề này nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chào đón nữ diễn viên xinh đẹp. Khách mời của ngày hôm nay đó là nữ diễn viên Hồng Kim Hạnh. Con tôi phải có người cha. U tôi được ôm cháu trong những năm tháng tuổi già. Tôi trở về nơi tôi sẽ tìm được sự bình yên. Mặc dù tôi biết bão tố đang chờ tôi. Chào bạn. Và cũng chúc mừng Hồng Kim Hạnh Tết này đã đón được Tân Lan. Tin vui quá. Rồi nghe mà thiệt là mừng cho cô em của mình luôn á. Anh nghe thông tin này ở đâu vậy anh? Ủa ai cũng đồn mà. Không thể được. Giấu kỹ dễ sợ. Nếu mà Hạnh đám cưới thì chắc chắn Hạnh phải mời anh Cường và chị Kim đây chứ, làm sao mà Hạnh có thể giấu hai người được. Chắc là thông tin ở đâu rồi đúng không? Ủa lại là thông tin thất thiệt hả? Yeah. Ủa không có thất thiệt đâu. Nghe nói là Tết này là Hồng Kim Hạnh là rước được Tân Lan rồi. Đúng rồi, rõ ràng ai cũng nói vậy mà. Đi đến đâu là mùng 1 đến mùng 5 Tết là mọi người nói quá trời luôn. À trời ơi, cái đó là cái phim của Hạnh mà. Cái phim. Phim thôi hả? Ủa dạ. Là phim thôi hả? Dạ, Tân Xuân đón Tân Lan, phim của đạo diễn Hoàng Thơ. Anh nghèo biết thân mình thân cọc bọt bèo, thiệt lòng anh thương em da diết, thiệt lòng anh thương em chân thành, ước mơ nhiều anh ráng anh cả. Trời đất ơi, làm tôi mừng hụt, tưởng đâu của em tôi có người rước rồi mừng chứ bộ. Cũng mong lắm nè anh à. Vậy thì nhân đây thì mình chia sẻ luôn bộ phim này đi, Tân Xuân đón Tân Lan. Bộ phim này Hạnh đóng vai gì và thích nhất điều gì qua bộ phim này? Bộ phim này thì Hạnh đóng vai Khánh Hiền, một cô gái rất là hiện đại, trẻ trung và rất là hiếu thảo. Hạnh thích nhất ở trong phim này là mình đón được Tân Lan. Vì đó cũng là mong ước của cả gia đình mình và mong ước của mình. Trong phim thì Hạnh được anh chàng Tây ngỏ lời cầu hôn. Và có rất là nhiều chàng trai khác đeo đuổi mình, nhưng cuối cùng Hạnh lại chọn Khao Giót là đóng vai John trong phim. Ở ngoài đời có ước mơ là có một chàng Tây rước mình như vậy không? Thực ra thì Tây hay ta thì Hạnh nghĩ là không quan trọng. Quan trọng là cái cảm xúc của mình. Và đối với Hạnh, hôn nhân nó thực sự là một cái gì đó nó rất là thiêng liêng. Và mình phải chắc chắn. Chúc Hạnh sẽ rước được Tân Lan thật sự ha. Và bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với chủ đề chính của ngày hôm nay. Ngày hôm nay là Hồng Kim Hạnh đến với chương trình của chúng ta để chia sẻ về chủ đề là mỹ phẩm làm đẹp. Và có một cái vấn đề mọi người đang rất là, phải nói là bức xúc. Bởi vì
được nghe quảng cáo rất là nhiều về cả cái công dụng làm đẹp của nó, và giá thì phải chăng lắm, thậm chí là giá rất rẻ. Hồng Kim Hạnh nghĩ như thế nào với cụm từ là mỹ phẩm giá rẻ? Mỹ phẩm giá rẻ là một cụm từ siêu hot luôn. Hạnh nghĩ là nếu mà mình search trên Google thì chắc chắn là nó sẽ có rất là nhiều những cái thông tin về mỹ phẩm giá rẻ. Tại vì tâm lý chung thì người ta thích cái gì đó rẻ rẻ nhưng mà phải chất lượng. Thì Hạnh nghĩ là tiền nào của nấy thôi. Mỹ phẩm giá rẻ nó sẽ có hai mặt. Có thể là mình mua nhầm đợt sale, mình được rẻ nhưng mà xài sản phẩm chất lượng. Nhưng mà có những lúc mình xài nhầm hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng, thì cái đó mình phải nhận cái hậu quả từ cái việc mà mình thích mua hàng giá rẻ. Thì Hạnh nghĩ là có cung thì nó sẽ có cầu. Hạnh nè, khi mà Hạnh đọc một mẫu quảng cáo mỹ phẩm mắc tiền, thương hiệu nổi tiếng toàn cầu mà sale đến 80-90%, thì Hạnh nghĩ gì? Thường á, nếu mà những cái dịp sale mà lớn nhất theo Hạnh được biết ở trên toàn thế giới là Black Friday, thì những cái dịp sale đó chỉ có khoảng 75% thôi. Nhưng mà cũng không có rẻ bằng ở Việt Nam. Nhưng mà 90% lần thì nhìn vô là mình thấy nó có vấn đề rồi. Thực sự bây giờ là cái sự mà làm giả một cái sản phẩm nào đó rất là tinh vi, bắt thường chúng ta không thể nào thấy được. Hạnh có bao giờ mua phải một cái hũ mỹ phẩm nào đó hoặc là hũ kem nào đó mà kiểu giá nó cũng mềm mềm và sau đó mình mới phát hiện ra nó là một cái hàng trôi nổi không? Cái đó không phải là mình vô tình mua nhầm đâu, mà là mình cố tình luôn á. Tại sao vậy? Tại vì lúc đó Hạnh chỉ là sinh viên mà mình đâu có tiền nhiều đâu, thì mình có thấy là ồ giá này nó hợp với túi tiền của mình thì mình mua về mình xài. Nhưng mà lúc đó thì cũng may mắn với Hạnh là Hạnh xài hàng Việt Nam chất lượng cao. Giá tuy rẻ nhưng mà có nhãn mác, có xuất xứ rõ ràng, được Bộ Y tế chứng nhận là mỹ phẩm xài tốt, cho nên Hạnh mua thử. Thì lúc đó Hạnh thấy là da mình không bị kích ứng. Tôi thấy Hồng Kim Hạnh cũng là một người may mắn. Bởi vì khi mà bạn mua giá rẻ nhưng mà bạn mua trúng những cái hàng gọi là Việt Nam chất lượng cao. Việt Nam chất lượng cao. Yeah. Đó cũng là một cái gọi là nhắc nhở cho những bạn mà có cái túi tiền mình không có rủng rỉnh lắm, mình muốn sử dụng mỹ phẩm làm đẹp á, thì mình có thể lựa chọn những hàng của Việt Nam sản xuất nhưng mà có nhãn mác đàng hoàng, chứ không phải là những cái hàng mà không có nhãn mác nè, bao bì cũng không có nè, tên tuổi cũng không có, không biết từ đâu, không có xuất xứ gì hết. Mà như mọi người thấy thì bây giờ là thời đại 4.0 rồi. Vậy thì có phải mạng xã hội đang tiếp tay cho mỹ phẩm giả, giá rẻ? Cái gì nó không có hai mặt cả. Nếu chúng ta buôn bán một cách quang minh chính đại bình thường thì đó là một cái công cụ rất tốt để mình đưa những cái sản phẩm tốt đến với người tiêu dùng. Nhưng mà cái mặt trái của nó là những người mà họ vì vụ lợi, họ sẽ có những cái mặt hàng giả, mặt hàng nhái. Thì cái việc đó thì cần thấy có lẽ nổi trội hơn cả cái việc là buôn bán những cái mặt hàng thật. Có một người đưa cho Hạnh một cái son và khoe với Hạnh rằng là: chị Hạnh ơi, cái son này nó đẹp lắm, màu đẹp lắm, màu hot trend được năm nay. Được review rất tốt đúng không? Mà em mua với giá rất hời, đó là có 20.000 thôi. Chị Hạnh dùng thử coi. Thì Kim hỏi thiệt là Hạnh có dám đánh lên môi mình không? Nếu mà có một người bạn mà muốn Hạnh thử cái son của bạn đó nhưng mà mình biết được cái giá trị là 20.000 thì chắc chắn ở đây không chỉ riêng Hạnh mà anh Cường và chị Kim cũng sẽ không dám thử, cũng hơi ngần ngại. Bởi vì từ trước đến giờ Hạnh chưa bao giờ mua một thỏi son 20.000. Bạn nghĩ xem, 20.000 mà nếu mà mình chi tiền nhân công nè, rồi tiền vỏ hộp này nọ, rồi này nọ nữa, thì cái lõi nó còn giá trị bao nhiêu nữa? Khoảng 1.500. Cái 1.500, 2.000 một cái lõi quá. Thì chắc có lẽ là sẽ có vấn đề đúng không? Là banh luôn cái môi đó. Nhưng mà Hạnh với Cường có thấy rằng là mạng xã hội bây giờ rất phát triển không? Thứ nhất là mình sẽ thấy mọi người đẹp lung linh trên Facebook, trên mạng xã hội. Là chị em phụ nữ mà thậm chí là đàn ông bây giờ cũng phải đẹp nữa. Rồi, Cường biết rồi. Không, cái việc mà nhìn một người nào đó đẹp trên mạng xã hội, mình bị áp lực. Nó mới chỉ là 37 thôi gì đó thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là gì biết không? Là bây giờ điện thoại ai cũng có một cái app để chụp hình. Không phải một mà là một dãy những cái app để chụp hình. Và khi mà post lên trên mạng xã hội ai cũng đẹp lung linh hết. Nên cái áp lực lớn nhất là cái áp lực các bạn xuất hiện ngoài đời thường. Làm sao để đẹp như trong app? Đúng rồi. Cho nên Kim nói là đó là một trong hai cái áp lực thôi. Cái áp lực thứ hai là bây giờ mạng xã hội phát triển và các shop bán hàng online cũng phát triển không kém. Dựa vào đó là mọi người muốn bán gì là mọi người bán. Muốn nói về công dụng của nó là thoải mái luôn, đâu có ai kiểm duyệt đâu. Nhiều khi nó có một công dụng là cấp ẩm thôi đúng không? Mà nói là nó làm dưỡng trắng, trị nắng, ung sung trong đó. Có một cái lời khuyên cho các bạn là chúng ta chỉ sống có một lần thôi. Và cái gương mặt là cái gì đó nó rất là quan trọng trong cái việc mà chúng ta giao tiếp, cũng như là chúng ta sẽ có những cái gọi là những cái công việc tốt hơn. Thế cho nên ngoài việc mà chăm sóc vóc dáng ra, chúng ta cũng phải biết giữ gìn cái gương mặt của mình. Và
cái điều đó nó song song với việc là mình chọn cái sản phẩm nào đó thích hợp nhất cho mình để khi mà mình đi giao tiếp hoặc là mình xuất hiện trước đám đông thì mình sẽ tự tin hơn. Đó ra ngày hôm nay Hồng Kim Hạnh đã có những lời khuyên cũng như là chương trình chúng ta ngày hôm nay cũng cảnh báo cho các bạn về cái việc mà mua hàng giá rẻ, như là trên báo chí cũng đăng mỗi ngày về những cái tác hại. Nhưng mà không hiểu tại sao người tiêu dùng người ta vẫn cứ lao đầu vào những cái mặt hàng giá rẻ như vậy. Thì Kim nghĩ rằng là do kinh tế của mỗi người mỗi khác. Không phải ai cũng có tiền trăm triệu, tiền tỷ để có thể sở hữu cho mình những mỹ phẩm đắt tiền đúng thật sự với công dụng của nó, đúng không nè? Và để có được làn da đẹp như thế này thì Hạnh phải tốn tiền tỷ luôn, đúng không? Trời ơi, em giàu dữ vậy Hồng Kim Hạnh. Lại một lời đồn nữa. Trời ơi, sao hôm nay làm em hết hồn hai lần vậy? Tiền tỷ hả? Có không? Hạnh chưa bao giờ rớt vào cái trường hợp là da mình phải xấu để mà tốn tiền tỷ đó. Wow. Nhưng mà tuy là có một làn da đẹp nhưng mà để duy trì cho nó đẹp thì không phải đơn giản. Thì bạn có phải tốn quá nhiều tiền để làm cho nó tươi mỗi ngày không? Nếu mà mình phụ thuộc vào những cái sản phẩm về mỹ phẩm á thì mình sẽ phụ thuộc hoài. Nếu mà mình bỏ mỹ phẩm ra cái xong mình cảm thấy không tự tin. Nhưng mà nếu mà mình có phương pháp chăm sóc tại nhà thì chắc chắn là làn da của mình nó sẽ được nuôi dưỡng tốt hơn. Bởi vì mình có thể mua những sản phẩm từ thiên nhiên, ví dụ như là mình mua nha đam nè, rồi mình mua sữa chua không đường, rồi bột nghệ hoặc là bột trà xanh để đắp lên mặt, hoặc là mình nghiền khoai tây ra mình đắp lên mặt cũng tốt mà. Chắc chắn thì các bạn sẽ cảm thấy là không có cái gì là không thể làm được hết, chỉ cần mình siêng một chút xíu thôi. Cảm ơn Hồng Kim Hạnh rất là nhiều ngày hôm nay đã đến với chương trình, đã chia sẻ rất là nhiều những kinh nghiệm của bạn để làm sao có một cái làn da thật đẹp, cũng như là kinh nghiệm để lựa chọn những cái mỹ phẩm phù hợp với túi tiền và không bị lừa bởi những mỹ phẩm giá rẻ và mỹ phẩm giả, phải không nào? Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chuyên gia tâm lý tội phạm, tiến sĩ Đoàn Văn Báu. Em chào anh ạ. Dạ, rất vui khi ngày hôm nay lại được gặp anh. Thưa anh, thì ở khía cạnh tâm lý thì tại sao mọi người vẫn đang rất là ưa chuộng cách làm đẹp siêu rẻ ạ? Có thể thấy rằng là cái nhu cầu làm đẹp á, thì không chỉ là phụ nữ đâu mà cả nam giới cũng vậy, ai cũng muốn mình đẹp cả. Dạ. Vì vậy mà cái nhu cầu làm đẹp là nhu cầu tất yếu của con người, hướng tới cái chân thiện mỹ mà, nên mọi người đều hướng tới. Đấy là cái yếu tố tâm lý đầu tiên. Cái thứ hai nữa là trong cái giai đoạn hiện nay á, điều kiện kinh tế phát triển cùng với những cái phát triển khác của về mặt công nghệ, đặc biệt là của mạng xã hội, nhiều người thì mang tính ảo hơn trên mặt mạng xã hội. Vì vậy mà tạo ra cái áp lực đối với bản thân những người đó. Trên mạng xã hội thì họ lung linh, thì ra ngoài đời thực họ không được lung linh như vậy, thì buộc họ phải tạo ra cho mình một cái hình thức bên ngoài đẹp, ít nhất là cũng gần bằng ở trên mạng. Và như vậy thì vô tình đã tạo ra cái áp lực cho đối với họ. Và bên cạnh đó thì rất nhiều cái đơn vị làm đẹp, đơn vị thẩm mỹ, những đơn vị quảng cáo, những bán những mặt hàng có liên quan đến thẩm mỹ thì có điều kiện để quảng cáo những mặt hàng này. Và hàng ngày, hàng giờ tác động vào những người tham gia mạng xã hội. Như vậy thì sẽ vô hình chung tạo cho họ một cái tâm lý là cả xã hội đang làm đẹp, rất nhiều mọi người làm đẹp, và mình mà không tham gia với cái mình không làm đẹp thì cái thiệt thòi cho mình. Và như vậy thì họ sẽ rất dễ để đi đến tìm kiếm để làm đẹp. Một cái yếu tố nữa là không phải ai cũng nhận thức một cách là đầy đủ khoa học chắc chắn về cái lĩnh vực thẩm mỹ đâu. Ví dụ như là có những loại thuốc tôi thấy là bán trên mạng, thuốc về giảm cân, giảm eo, rồi ăn kiêng, rồi thuốc bổ trợ cho làn da đẹp, cho tóc mọc nhanh thế này, tất cả những cái đấy thì chúng ta có thể thấy rằng là họ hầu như không kiểm soát được, mà chỉ thấy là cái quảng cáo như vậy. Và quảng cáo thì chúng ta biết rồi, có rất nhiều chiêu trò. Và người dân thì không nhận thức được vấn đề này, nên họ sẵn sàng bỏ ra một số tiền. Và ở đây, các cái đơn vị quảng cáo thì sẽ đánh vào tâm lý khách hàng, số tiền không quá lớn. Chính vì số tiền không quá lớn và có thể làm thay đổi cái hình thức của mình như vậy, nên người ta sẽ đầu tư vào để người ta làm đẹp. Đây là những cái yếu tố tâm lý dẫn người dân thường sẽ hướng đến cái những cái sản phẩm làm đẹp giá rẻ như vậy, và để lại những cái hệ lụy vô cùng nghiêm trọng. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã gặp gỡ được những nạn nhân của mỹ phẩm giả, dẫn đến việc là bị hủy hoại nhan sắc, rồi tiền mất tật mang, đúng không ạ? Còn nạn nhân của câu chuyện có thật sau đây lại bị hủy hoại nhan sắc, đe dọa tính mạng bởi lòng ghen ghét đố kỵ của chính cô em chồng.
Chỉ vì hành động trong lúc tức giận, thiếu suy nghĩ của cô em chồng mà người chị dâu đã phải gánh chịu những vết bỏng nặng và thương tật suốt đời. Xin mời tiến sĩ Đoàn Văn Báu và tất cả quý vị chúng ta cùng theo dõi. Qua năm thằng Nam nó cũng đã vào lớp 1 rồi. Lẹ thiệt. Ừ. Minh hả? Ôi, cũng chưa thấy tin gì. Tôi đang rầu thúi ruột đây nè. Sao? Cũng may. Cũng may là tôi có thằng Nam là cháu đích tôn, cho nên tôi cũng đỡ lo. Vậy nghe, khi nào rảnh thì tôi ghé chơi. Dạ thưa má, con mới đi chợ về. Quyền, vô đây cho má nói chuyện chút coi. Dạ. Dạ má kêu con. Má nói cái này con đừng tự ái nha. Hay là con đi bác sĩ con khám bệnh thử xem coi làm sao. Chứ 2 năm rồi mà không có thai. Thằng Minh nó đâu có còn nhỏ nữa. Hơn 30 tuổi rồi. Hai đứa con của má, má biết. Nó khỏe mạnh bình thường. Vấn đề là ở con. Hay là như vậy, bà Nga bà có quen với một ông thầy giỏi lắm. Để má xin địa chỉ, rồi con tới đó con bắt mạch xem thử làm sao. Nghe. Dạ. Thời gian thấm thoát thôi đưa. Mới ngày nào chân ướt chân ráo về làm dâu mà giờ đã 2 năm. Cuộc sống của hai vợ chồng Quyền đều suôn sẻ. Chỉ trừ việc Quyền không thể mang thai. Mỗi khi bà Trang nhắc tới chuyện này, Quyền đều thấy chạnh lòng. Trà con pha lúc nào cũng ngon hết á. Con cảm ơn má. Ở trong nhà này có mình con là làm chuyện là má ưng ý nhất thôi. Cứ nghĩ đến cái con Quyền là sao má thấy bắt chán luôn vậy à. Thôi mà má, thì em Quyền con thấy cũng thay đổi nhiều rồi. Má đừng có rầy em nhiều quá, tội nghiệp. Con thì lúc nào cũng binh vực cho người khác. Trước đây thằng Minh dắt nó về cái nhà này, má đã không có bằng lòng rồi. Nhưng mà rốt cuộc sao cũng phải chịu. Bây giờ má chỉ biết tâm sự với mình con. Dạo này má đi đến đâu cũng vậy, người ta đều hỏi má một câu: thằng Minh có con chưa? Thằng Minh có con chưa? Là má rồi muốn thúi ruột hả? Con thấy là cô chú cũng còn trẻ, chuyện có con để từ từ cũng được mà má. Trẻ gì nữa mà trẻ. Sao có con Quyền nó làm cái gì má cũng không ưng ý hết á. Trong nhà này giờ má chỉ trông cậy vào con mình con à. Nhưng mà ơi, nhưng mà chơi con đi. Bé Nam ngoan, con đi vô trong chơi đi, để Hiếm làm chuyện nhà nha. Đi đi con. Không chịu đâu. Hiếm đã nói là Hiếm đang bận rồi, Hiếm không có chơi với con được. Con đi vô trong con chơi mình đi. Không chịu. Hiếm ba đã nói là con đi vô trong con chơi đi. Sao mày lì quá vậy hả? Sao mày lì quá vậy hả? Hả? Tại sao mày dám chạy té cháu tao? Bây giờ mày còn dám đánh cả cháu tao nữa. Dạ tại vì Nam cứ kêu con chơi với Nam hoài mà con đang bận chuyện nhà nên con không có cố ý đâu má. Thì mày chơi với nó một chút có chết ai không? Mày đã không sanh được cháu cho tao rồi, bây giờ mày còn muốn giết luôn cả cái thằng cháu duy nhất trong nhà này hay sao? Quốc ức dồn nén, Quyền được dịp rút lên bé Nam. Bà Trang xem Quyền như cái gai trong mắt, nhưng Quyền không thể sanh cháu cho bà ấm bồng. Bà không quan tâm cảm xúc của Quyền, nhưng nó buồn mà Quyền phải chịu đựng vì sự thiệt thòi này. Thấy chưa, má nghĩ là chỉ có đúng chứ không có sai. Hai đứa con về phải cẩn thận nha. Quyền ơi. Dạ, má kêu con. Ra đây má biểu. Dạ, má kêu con có chuyện gì má? Con Thuận nó có thai rồi. Từ giờ trở đi nó cần phải được tĩnh dưỡng. Mọi chuyện trong nhà, từ đi chợ đến nấu ăn, bây giờ con phải làm hết. Chị con thấy vậy chứ, nó yếu lắm, nó cần phải được tĩnh dưỡng. Thiệt tình, cái đứa mà mình cần nó đẻ thì nó lại không đẻ. Dạ con biết rồi má. Con là phải làm hết mọi chuyện nặng nhọc trong nhà, đừng có để chị con phải làm, nghe không? Dạ. Tại sao cứ lại là mình? Những gì tốt đẹp thì phần của chị ta lại hưởng hết, còn những phần tồi tệ thì lại là mình. Tại sao ông trời lại bất công như vậy?
Tôi ghét chị. Tôi ghét chị. Tôi ghét chị. Ghét chị. Tôi ghét chị. Quyên. Dạ, má kêu con. Ra đây má biểu. Có chuyện gì vậy má? Má dặn con làm sao? Sao con lại để cho chị con phải đi chợ? Vô nghỉ ngơi đi con. Bầu bì mà đi đâu? Mọi chuyện má đã dặn rồi, để cho nó làm. Hôm nay con thèm canh khoai mỡ. Thèm thì tự đi mua, tự nấu mà ăn. Nhìn cái mặt thôi là thấy ghét rồi. Giả nhân giả nghĩa. Nguyên càng hận mình bao nhiêu thì hận Thuận bấy nhiêu. Tinh Thuận có đứa con thứ hai như một nhát dao chí mạng đâm vào Quyền. Bao nhiêu quốc hận dồn nén bấy lâu nay bùng lên dữ dội. Trong một phút quẫn trí, Quyền đã đi đến một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của mình. Sao mọi chuyện tốt đẹp được đến với chị ta, còn mình thì mãi bất hạnh. Biết rằng tối nay Giang không về, Quyền đã lên một kế hoạch trả thù hết sức tận bào dành cho Thuận. Trong cơn rối trí, sẵn trên tay nồi nước sôi, Quyền đã nấu để tắm. Quyền hất hết vào hai mẹ con Thuận đang ngủ trong phòng. Theo giám định thương tích, hậu quả chị Thuận bị thương tích 29%, bé Nam con trai chị Thuận là 36%. Do phạm cùng lúc hai tội, Trần Thị Quyền bị tòa án nhân dân huyện Quốc Oai tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Hội đồng xét xử phúc thẩm bổ sung thêm mức bồi thường đối với người bị hại. Buộc Quyền phải bồi thường cho chị Thuận hơn 44 triệu đồng, bồi thường cho cháu Nam hơn 74 triệu đồng. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần trò chuyện với chuyên gia tâm lý tội phạm tiến sĩ Đoàn Văn Báu. Thưa anh cũng theo dõi câu chuyện vừa rồi. Vậy thì vì sao cách hành xử thiên vị của bà Trang, chính là mẹ chồng của hai cô con dâu là Huyền và Thuận này, và sự ghét bỏ của bà đối với Huyền thì nó góp phần như thế nào trong bi kịch của gia đình này ạ? Có thể thấy rằng là con cái trong gia đình, kể là con dâu hay con rể, đều mong được đối xử công bằng. Và người ta cứ nói rằng không quan trọng cho được cái gì hoặc lấy đi cái gì, mà quan trọng nhất là sự công bằng, và quan trọng nhất là cái thái độ đối xử với nhau. Nhưng ở đây bà Trang đã thể hiện một cái thái độ là đối xử với hai người con dâu là rất là khác biệt. Một người chị dâu thì được cưng chiều, được ưu tiên tất cả mọi thứ, còn ngược lại cô em dâu thì lại bị đối xử rất là tệ bạc. Và cái lý do chính là do cô em dâu này không sinh được con và lại có cái giao tiếp đối nhân xử thế không tốt bằng người chị. Nhưng không vì thế mà bà Trang đối xử một cách không công bằng như vậy thì sẽ tạo ra những cái mâu thuẫn giữa mẹ chồng với nàng dâu, tạo ra mâu thuẫn giữa chị em bạn dâu với nhau. Và đây chính là cái nguyên nhân chủ yếu nhất dẫn đến cái hậu quả của vụ án này. Em nghĩ là quá khứ thì mình cũng không thể nào thay đổi được. Tuy nhiên là mẹ chồng và nàng dâu có những cái mối quan hệ và những câu chuyện phát sinh trong cuộc sống hàng ngày là điều không thể tránh khỏi. Vậy thì với vai trò là mẹ chồng, theo tiến sĩ Đoàn Văn Báu thì sẽ nên làm gì để giữ được hòa khí trong gia đình ạ? Đáng lẽ ra bà Trang cần phải xử lý một cách rất là mềm mỏng. Con dâu út của mình mà giao tiếp không tốt hoặc là có những cái không khéo bằng chị thì chúng ta phải chỉ bảo thêm. Dạ. Thậm chí nếu mà chúng ta cảm thấy rằng không có thể hòa hợp được thì có thể cho con dâu con trai mình ra ở riêng để tránh những cái xung đột không cần thiết. Và bên cạnh đấy thì có đối xử tốt với chị dâu thì cũng phải kín đáo, không nên thể hiện ra mặt, tạo ra cái sự ganh ghét đố kỵ với người em dâu. Đây là một cái cách xử lý bất kỳ một người phụ nữ nào cũng có thể nhận ra. Ở đây thì bà Trang đã làm ngược lại, và bà Trang đã có những cái ứng xử không tế nhị và tỏ ra không công bằng đối với hai người con dâu. Vì vậy mà đây là cái nguồn cơn dẫn đến cái mâu thuẫn nảy sinh. Mà nảy sinh chính là chủ yếu là giữa con dâu với bà Trang. Và Huyền nghĩ rằng là tại vì Thuận mà làm cho bà Trang ghét bỏ mình, do đó là mới trực tiếp là gì? Hướng đến cái người mà Huyền muốn trút giận, đó chính là Thuận. Em thấy Huyền là một người luôn có thái độ rất là nhẫn nhịn, không bao giờ thể hiện ra hoặc là nói ra cái suy nghĩ thật của mình hết. Vậy thì theo anh điều này có góp phần dẫn đến suy nghĩ bồng bột, hậu quả rất là nghiêm trọng mà Huyền đã gây ra không ạ? Trong câu chuyện này chúng ta có thể thấy rằng là cái vai trò của những người đàn ông trong gia đình không được thể hiện. Nhưng mà cái cách
Huyền nhẫn nhịn, nhịn nhục như vậy cũng không phải là cách tốt. Đáng lẽ trong những câu chuyện này chúng ta cần phải nói ra cho những người đàn ông trong gia đình biết, nói cho chồng mình biết, nói cho bố chồng biết, và thậm chí có phải nhờ những người có uy tín để tác động đến mẹ chồng. Như vậy thì vừa giải tỏa cái cảm xúc cho mình mà vừa có thể tác động một cách tích cực. Ở đây thì Huyền đã lựa chọn cách ngược lại là nhẫn nhịn, giấu vào trong lòng. Và cái tâm lý chung của mọi người là thế nào? Có những vấn đề chúng ta bức xúc nhưng chúng ta không nói ra, chúng ta không trao đổi, chúng ta không có sự tương tác với nhau thì ngày chúng ta càng ức chế. Và nếu như mà ức chế chúng ta tiếp tục dồn nén vào bên trong thì chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ bị trầm cảm, sẽ dẫn đến những cái hành vi rối loạn về mặt tâm lý, rất dễ dẫn đến những cái hành vi bột phát. Chẳng hạn như cái hành vi mà tạt nước sôi vào chị dâu của mình, đó chính là một cái hành vi bột phát. Và xuất phát từ cái gì? Xuất phát từ cách nhẫn nhịn, từ cách chịu đựng, kìm nén và trở thành một cái hành vi bột phát của Huyền sau này. Nếu như mà rơi vào hoàn cảnh tương tự giống như Huyền á, thì mình sẽ có những cái hành động như thế nào cho bản thân mình để mình tránh những cái hậu quả mà nó khôn lường xảy ra? Ở đây chúng ta phải lưu ý là Huyền là một người kém khả năng ăn nói, giao tiếp. Vì vậy mà cái việc nói chuyện trực tiếp với mẹ chồng đó là một vấn đề rất là khó. Vì vậy mà Huyền có thể nhờ sự trợ giúp của người khác. Và cái người quan trọng nhất trong gia đình mình đó là chồng mình, để nói với mẹ chồng. Thậm chí là có thể nhờ bố chồng, thậm chí là có thể nhờ anh chồng để nói với mẹ chồng. Và như vậy sẽ tác động, sẽ hiệu quả hơn. Hoặc thậm chí là những người đó tác động không hiệu quả, chúng ta vẫn có thể nhờ mẹ ruột chúng ta sang nói chuyện với bà thông gia một cách rất là nhẹ nhàng như vậy, để xây dựng một cái mối quan hệ tốt đẹp giữa mẹ chồng và nàng dâu. Và ở đây chúng ta không nên chịu đựng, nhẫn nhịn như Huyền thì như vậy sẽ rất là tai hại. Không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý của mình mà sẽ có thể dẫn đến những hành vi bột phát. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta cũng đã nghe được rất là nhiều những câu chuyện bi hài xoay quanh việc là ham của rẻ để làm đẹp, và lợi dụng việc ham của rẻ và chuộng thương hiệu cho nên là những kẻ buôn gian bán lận đã trục lợi từ việc này. Đặc biệt là các chị phụ nữ nên nhớ rằng là không có cái bữa tiệc nào là miễn phí, cho nên là chúng ta hoàn toàn tỉnh táo trong vấn đề này quý vị nhé. Cảm ơn anh và cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Kim và ekip thực hiện chương trình xin được gặp lại tất cả quý vị vào sáng Chủ nhật tuần sau lúc 10 giờ sáng trên kênh HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại.